Các bạn nhé, thì hôm nay là mình lại được anh Hưng, kênh Cao Thủ Bẫy Chim, kênh YouTube Cao Thủ Bẫy Chim lại tiếp tục tặng cho mình một con chim trà mào. Đấy, trước đây là các bạn đã được anh Hưng xem ở đây, đây, đây. Đấy, anh Hưng vừa gọi cho mình đây. Đây, chào anh nhá. Đấy, đang giới thiệu với anh em là hôm nay anh Hưng kênh Cao Thủ Bẫy Chim đây lại tặng mình một con chim trà mào. Đấy, hôm nay anh ra đây rồi. Đợt trước thì anh có tặng mình một con trà mào, nhưng mà chẳng may mình bị sổng mất. Hôm nay anh Hưng lại ra, anh tặng cho mình. Hôm nay anh lại tặng cho chú con chim. À. Anh tặng chú con sống mất rồi. À, sống mất đấy các bạn nhé. À, thì hôm nào anh lại tặng cho chú một con. Vâng vâng. Con này với con thì nó ná như nhau. À, ná ná như nhau ạ. À, con này thì nó cũng thế. Còn chẳng qua là con này thì với đạo này anh không có thời gian, anh cứ nhốt nó trong lồng suốt, con lúc không có cả nước uống là nó không có căng mấy thôi. Đấy. Đây, 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 để xem con chim của anh Hưng hôm nay là như nào. Đấy các bạn nhé, thì anh Hưng thì có một kênh YouTube là kênh Hưng Cao Thủ Bẫy Chim ấy. Đúng rồi. Các bạn đấy, các bạn nhiều bạn là đã từng theo dõi mình và biết đến anh Hưng chuyên đi bẫy chim cho mọi người, những con chim đẹp để chuyển giao đến cho anh em. Đấy, ngày hôm nay anh chuyển đi Lào Cai một con. À. Chim con ấy chóe nhiều mà đi Hưng Yên một con. À, lại kỷ niệm cho em một con. Mà tí chiều anh 4 giờ chiều anh lại phải tuyển nuôi con mi nữa đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh, anh đang mua học đây ạ. Ok, đây anh tiện ở đây, em để cái lồng đây, anh lấy xuống chuyển cho em cái, em đang quay video cho anh em xem cho nên là okay. Hơi cho vào lồng này luôn nhé. À ok. Thế dạo này anh còn đi bẫy được nhiều chim không? Đấy các bạn nhá. Các bạn cứ vào kênh Hưng Cao Thủ Bẫy Chim ấy, các bạn theo dõi anh Hưng thì anh Hưng chuyên đi bẫy các loại chim về để chuyển nhượng cho anh em nào thích thì. Thế anh thì hôm qua anh lại đưa đoàn khách đi du lịch, đoàn trẻ con lớp 5 tuổi đi du lịch đi thăm Lăng Bác. Tức là ngày hôm nay anh mới lại đây. Chim bay bóng bộ rất là hay, rất là đẹp luôn. Đấy, thì để anh đuổi nó sang lồng. Anh đuổi sang lồng em cái. Đấy. Đấy, trước đây thì anh em anh Hưng đã tặng mình một con chim rất là mau mỏ hót hay, nhà chẳng may mình làm sổng mất các bạn ạ. Rất là mau mỏ luôn. Rất là tiếc. Cho nên hôm nay anh Hưng lại tiếp tục là đây, mình sẽ lại mang con nữa lên. Con này cũng ở nhà thì mau mỏ, rất là mau mỏ, nhưng mà không biết mang lên đây nó có mau mỏ không. Anh treo ở góc kia đi, nó có. Để treo sang góc. Nó chưa thuần lắm phải không? Chưa thuần lắm đâu. Chưa thuần con lắm. Con này cũng mới bấy được có 2-3 tháng thôi. 2-3 tháng rồi à? Anh chưa không có thời gian để thuần. Đây. Đấy. Đây để tí xem nó có hót không. Đấy. Cũng chưa thuần lắm đúng không? Chưa thuần đâu. Ôi con này cũng dáng cao phết đây. Dáng cao, con này chim đẹp mà. Cao chim phết đây. Con này là chim cũng đẹp đấy. Trong đàn ở nhà thì có những con chim đẹp này thì anh kỷ niệm cho anh em thôi. Vâng. Đấy, cũng lại đưa đến cho anh em chơi những con chim nó phải hay như thế này. Đấy, chim này rất là to đẹp luôn. Lúc về bến xe trên này có thằng nó là anh bán nhưng mà anh không bán. Anh bảo là để cho em nuôi thì anh không bán. Đấy. Đấy anh Hưng thì đây này, quay lại mình tự làm đây này. Lông anh tự làm anh. Lông anh tự làm ấy. Anh cũng đã quay video cho anh em xem là đúng con chim này. Mà rất là nhiều video anh quay đến con chim này là ở nhà anh thì là để cho anh em xem. Đấy, nhiều anh em hỏi anh là tại sao dạo này anh không đi bẫy chim nữa. Anh bảo là giờ này anh cũng bận quá không đi bẫy được. Trong mùa này mùa sinh sản nhiều nữa thì mình cũng đi bẫy là cũng hạn chế thôi. Không phải là ngày nào cũng đi nhiều quá thì bây giờ để chim nó sinh sản. Mà chú anh rất nhiều chim. Bây giờ nếu mà lấy hết cả cái lân kia nó khoảng vài trăm con. Vài trăm con. Đấy, không phải là ít. Đấy anh qua video em anh giới thiệu chút về anh và kênh của anh như nào để cho anh em biết. Mình cũng xin giới thiệu với tất cả anh em xem đang xem kênh của Lợi thì Nguyễn Lợi TV thì mình đây là kênh của mình là Hưng Cao Thủ Bẫy Chim. Thì mình cũng đã là làm những cái video để đưa cho anh em xem thì bằng những chú chim thì hay nhất để đưa đến tay anh em, cũng chưa thấy có anh em nào gọi điện hỏi tin, nhắn tin cho mình hoặc gọi điện qua Zalo, Facebook thì bảo là mình có chim như thế nào cả. Cũng thấy toàn anh em là ưng ý, chưa thấy ai nói được một câu gì, thì là mình cũng rất muốn là để đưa những con chim mà hay đến theo những nguyện vọng của anh em đến tay anh em chơi cũng như là mình chơi. Anh chuyên là đi bẫy được những loại chim gì nhiều anh? Anh thì bẫy trà mào, khiếu. Trà mào, khiếu, họa mi, tuyệt than, chu gáy. Nhiều loại chim. Vâng. Thế còn những cái loại chim ví dụ như là hồng tước. Đấy. Hồng tước này, vàng anh này. Đấy. Khuyên thì anh cũng bẫy nhưng mà anh ít khi bẫy khuyên, bởi vì có anh em nào nhờ bẫy thì anh
bảo là nhờ tuyển hộ hoặc bấy thì anh mới 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 đi bấy quên thôi. Thế thì anh không hay bấy quên. Thế đa số là anh có những loại chim gì nhiều nhất ở nhà? Nhà nhiều nhất thì chỉ có mi, mi, đúng. Khiếu, chào màu. Mi, chào màu. Ba dòng chim đấy là anh có nhiều nhất đúng không? Là có nhiều. Cô gái thì cũng có, nhưng có ít không? Đấy các bạn nha, thì các bạn cứ vào kênh Hưng Cao Thủ Bấy Chim thì các bạn theo dõi anh Hưng thì các bạn thấy con chim nào anh Hưng đi bấy được mà thấy các bạn ưa thích thì các bạn kết bạn Zalo, nhắn tin cho anh Hưng, bảo anh Hưng để cho con chim đó thì anh Hưng sẽ để cho và gột chim lên thuần hơn để đưa đến tay anh em chơi thật là tốt các bạn nhá. Đấy đúng không? Vâng, thì bây giờ anh xin nói với Lợi này, mà em xin nói tất cả anh em này, rất là nhiều người là hỏi đến kênh của Lợi bán chim, thì hai anh em mình cũng cùng nhau làm. Đúng rồi. Đấy, thì bây giờ anh em cũng hỏi là vì những cái lồng nuôi khuyên bằng sừng trâu ấy, với cái lồng trà màu sừng trâu ấy, thì anh em nào có nhu cầu thì mình vẫn tuyển hộ anh em. Đấy, là kể cả những con chim anh em thích những con chim ở trong chợ, mình sẽ vẫn là tuyển hộ anh em. Đấy, để đưa đến tay anh em là anh em thích thì mình vẫn tuyển hộ. Đây những con mi đây ngày hôm nay thì có một anh có cũng là không lấy chim nhà anh, nó nhờ anh tuyển con chim khác. Thì cho một con chim là ưng ý nhất của anh. Thế thì anh cũng đã là ngày hôm nay để đi tuyển một con chim cho khách thì là ưng ý nhất. Tí nữa là anh ra anh lấy con chim đấy thì xong thì là về anh sẽ cho em quay cái video để anh em xem là con chim mi đấy. Đấy là anh em thì cũng lúc đấy là anh em cũng đã gọi cho anh cũng đã đặt trước rồi. Con mi anh đặt trước tầm khoảng một tháng rồi. Thì là để cho anh em. Đấy, ok. Thì con chim này 4 giờ chiều là chuyển đi vào thành phố Hồ Chí Minh. 4 giờ chuyển đi. 4 giờ chuyển đi vào thành phố Hồ Chí Minh thì cho khách. Mất mấy ngày mới đến anh nhỉ? Xe là nó đi thẳng quận Bình Tân, cái thành phố Hồ Chí Minh kia thì nó mất một ngày dưới thôi. Ngày dưới anh nhỉ? Nó đi ngày dưới càng là... sớm càng tốt để chim nó khỏe. Đúng rồi, ngày dưới là nó đến rồi. Đấy, thì mình cũng xin nói với anh em là anh em có nhu cầu ấy thì cứ alo có số điện thoại mình mà vào kênh của mình xem. Đấy, thì những con chim hay hay những thế nào ưng ý được anh em không? Hay là anh em nhờ mình tuyển những con ưng ý nhất anh em thì mình sẽ tuyển hộ. Đấy. Thế là các lồng chim mới kiểu cũng tuyển hết. Lồng chim tất cả các thứ anh tuyển hết. Ưng ý anh em thì mình tuyển hết cho anh em. Rồi. Đấy hiểu rồi. Nhiều người anh bảo anh bảo là thôi anh cứ đi tuyển hộ đi em gửi cho anh 100-200 nghìn tiền điện thoại, tiền xăng nhưng mà mình thì không quan trọng cái vấn đề đấy. Vấn đề là anh em là đam mê thôi. Đấy, thì để anh em chơi thôi. Đấy. Đúng rồi. Thế là qua đây các bạn nhé. Các bạn cứ đến với kênh Hưng Cao Thủ Bấy Chim, mình sẽ để số điện thoại của anh Hưng ở trên màn hình video này để anh Hưng anh em được tiếp cận với anh Hưng dễ dàng hơn và kết bạn Zalo với anh Hưng dễ dàng hơn. Thì video này mình cũng xin dừng tại đây nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã con chim kia. Đâu hot rồi à? Hot chưa? Hot rồi. Để em cho nó ít nước đã. Đấy. Đây, thấy không? Đấy, hot rồi, con này hot đấy, con kia không hot. Đấy. Ok nhá. Đấy con chim nó phải chơi hay như thế. Thôi. Đúng rồi. Đấy, thôi được rồi nhá. Cảm ơn anh em nhá. Chúc chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.